chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Riêng các tỉnh khu vực Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao, nên tiết trời còn có mưa một vài nơi. Sau đó thì các hệ thống trên tiếp tục suy yếu dần. Khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12 và ngày 5 tháng 12. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, mưa cũng chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi vào chiều tối với lượng nhỏ, ban ngày trời có nắng nhẹ. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình, trời có nắng cả ngày, mưa chỉ xảy ra cục bộ vài nơi với lượng nhỏ vào chiều tối. Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc từ nay đến cuối tuần khá đẹp và lý tưởng cho du lịch ở vùng núi cao Tây Bắc, nhất là đến với mùa hoa cải trên cao nguyên Mộc Châu, chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng 200 km, nên chắc chắn sẽ không quá khó khăn để du khách chọn cho bản thân cùng gia đình một chuyến du lịch đến với Mộc Châu vào hai ngày cuối tuần và chiêm ngưỡng vẻ đẹp bao la, ngút ngàn của những cánh đồng hoa cải trắng. Nhưng đẹp nhất vẫn là khu vực phía sau rừng thông Bản Áng. Cạnh bản là hồ nước tự nhiên có diện tích 5 hecta được bao quanh bởi rừng thông xanh. Phía cuối rừng thông thì du khách sẽ bắt gặp những đồi hoa cải trắng muốt với hàng chục hecta hoa cải đang nở trắng xóa, hòa quyện với màu phơn phớt hồng của hoa đào hay từng chùm hoa mận trắng li ti đã làm cho Bản Áng thêm lung linh và thơ mộng hơn. Ngoài ra, vốn là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và thủ công truyền thống, nên khi đến với Bản Áng, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái với các kiến trúc nhà sàn truyền thống, trang phục, những làn điệu dân ca cổ, trò chơi dân gian và những lễ hội đặc trưng của đồng bào nơi đây. Hiện nay thì trời vẫn còn rét và có nhiều sương mù nên du khách chú ý đem đủ áo ấm để đảm bảo tốt cho sức khỏe. Và khi di chuyển thì du khách nên chạy xe với tốc độ vừa phải, đồng thời bật sáng các đèn pha để xe khác có thể thấy được. Tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Tây Bắc thì tiết trời còn nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và chủ yếu là mưa nhỏ, trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 25 độ với độ ẩm 60%. Tại Sapa, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ với độ ẩm 70%. Tại khu du lịch Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 19 độ với độ ẩm khoảng 100%. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tại Hà Giang không mưa, có sương mù, trời rét, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ với độ ẩm 70%. Tại Hạ Long không mưa, trời lạnh về đêm và sáng, có sương mù, nhiệt độ thấp nhất từ 19 độ đến 22 độ với độ ẩm 90%. Tại Hải Phòng mưa nhỏ, trời rét về đêm và có sương mù với nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 22 độ với độ ẩm 90%. Tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, thời tiết tốt với trời nhiều mây, có mưa một vài nơi và chủ yếu tại đây là mưa nhỏ. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và cao nhất 25 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ với độ ẩm 80%. Tại thành phố Huế, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ với độ ẩm 75%. Các địa điểm du lịch khu vực Nam Trung Bộ, tiết trời cũng chỉ có mưa nhỏ một vài nơi, riêng tại khu vực Bà Nà còn có sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất 24 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Hội An, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ với độ ẩm 85%. Tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ dao động từ 16 đến 21 độ với độ ẩm 85%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, tiết trời hầu như không có mưa nên rất thuận lợi cho du lịch biển. Tại bãi biển Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Mũi Né, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ với độ ẩm 65%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ với độ ẩm 70%. Thời tiết Tây Nguyên cũng khá thuận lợi cho du lịch bởi trời hầu như không mưa và se lạnh về đêm và sáng, riêng tại Đà Lạt trời rét. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ với độ ẩm 60%. Tại Buôn Mê Thuột, nhiệt độ thấp nhất 20 và cao nhất 29 độ với độ ẩm 60%. Tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 13 đến 22 độ với độ ẩm 65%. Thời tiết Nam Bộ ngày mai, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 24 độ và cao nhất 32 độ với độ ẩm 60%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Tại U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 70%.
Thời tiết biển khá tốt, thuận lợi cho ghe thuyền ra khơi nên các hoạt động du lịch biển đảo trong khu vực cũng thuận lợi. Với nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo là 26 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 75%. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc 26 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!